Xin chào mừng tất cả anh chị em, chúng ta đã quay trở lại với channel YouTube Lê Chí Linh. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video, chúng ta hãy bấm vào like, subscribe và nhớ bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video. Và ngày hôm nay thì Linh sẽ chia sẻ với tất cả chúng ta về chủ đề bí quyết trở thành một người vợ thông minh và khéo léo. Phụ nữ thông minh ấy, là người biết cách khiến chồng lúc nào cũng phải lo giữ mình, chứ không phải suốt ngày nơm nớp lo giữ chồng. Thay vì hy sinh quá nhiều, thì họ biết dành thời gian để yêu thương và chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn. Và có tới 95% mong muốn có được cho mình một người vợ thông minh, khéo léo như Thủy Tiên, Mỹ Linh, Đan Lê, bởi họ là một trong số ít không có tai tiếng trong cuộc sống hôn nhân của làng giải trí Việt. Phụ nữ thông minh thì hiểu được một điều rằng, khi biết yêu và chăm lo cho bản thân, thì lúc đấy tự chồng sẽ phải học cách yêu thương và trân trọng vợ của mình. Họ luôn có những giải pháp để dung hòa sở thích cá nhân và trách nhiệm đối với gia đình, chồng con. Việc nhà mà bận rộn tới đâu ấy, thì họ cũng biết cách chọn công việc phù hợp để độc lập về tài chính, dành thời gian chải tóc, tô lên môi màu son thích hợp, mặc những bộ đồ mà họ yêu thích. Họ được sống là chính mình, được làm những điều mình muốn và tự tạo nên một sức hấp dẫn riêng và biết cách tự làm mới bản thân mình mỗi ngày. Phụ nữ thông minh ấy, thì luôn biết cách lôi kéo chồng cùng san sẻ việc nhà. Họ biết dùng những cái lời khuyến khích động viên để chồng cảm thấy vui và tự hào khi được vợ nhờ giúp đỡ. Có những cái cuộc ly hôn ấy, xuất phát từ nguyên nhân cả hai không hòa hợp được trong cách cùng nhau san sẻ về việc nhà. Bởi thông thường ấy, phụ nữ làm việc nhà thì thường xuyên hơn đàn ông. Thay vì việc bạn làm một mình, bạn có thể bình tĩnh và khéo léo nói với anh ấy khi cần sự giúp đỡ. Hôn nhân ấy, là cả hai cùng vun vén. Nó cũng giống như việc xây nhà là cần phải hai cùng xây dựng, chứ không phải một người phá, một người xây thì cuối cùng thì nó vẫn đổ vỡ thôi. Phụ nữ thông minh ấy, thì không thỏa mãn với những cái điều mình đang có. Vì thế, những người phụ nữ thông minh thì luôn nỗ lực xây dựng sự nghiệp với mục tiêu là làm chủ về kinh tế. Khi đó họ sẽ tự do hơn trong mọi quyết định chi tiêu cho gia đình và những cái mối bận tâm riêng. Họ hình dung được viễn cảnh phụ thuộc vào kinh tế của chồng là sẽ dẫn đến sự thiếu tôn trọng. Từ đó, gia đình sẽ luôn trong trạng thái cãi vã, xung đột chỉ vì tiền. Phụ nữ thông minh ấy, thì họ biết mình phải tự lập, phải tự chủ và sống về thực tế. Bởi họ hiểu một điều, hôn nhân và mới yêu là hai giai đoạn hoàn toàn khác nhau. Tình yêu thì không bắt nguồn từ tiền bạc, nhưng tiền bạc là yếu tố cần thiết để nuôi dưỡng tình yêu. Không có điều gì là hoàn hảo, và trong cuộc sống hôn nhân thì cũng thế. Đối với phụ nữ, hôn nhân là một thử thách khiến bản thân trưởng thành hơn. Và chỉ có những người vợ thông minh và khéo léo, họ sẽ biết cách làm sao để cho cuộc sống gia đình bền chặt, có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã theo dõi video clip. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận được video của mỗi lần mà Linh phát hành ra, thì chúng ta hãy bấm vào like, subscribe và hãy nhớ bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video của Linh. Và chúc cho tất cả anh chị em chúng ta có một buổi tối vui vẻ và thành công. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh chị em.